Ronaldo xứ Brazil đến nay vẫn được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất từng bước lên sân cỏ và chinh phục khán giả với những màn trình diễn không ai sánh kịp. Có thể nói là cho đến nay, top cầu thế giới vẫn chưa có tiền đạo nào tái hiện được hình ảnh của Robéo. Sau đây cùng xem lại 5 bí thuật bóng đá của Ronaldo đã bị thất truyền. Elastico, kỹ thuật rê bóng. Ronaldo de Lima là nỗi khiếp sợ với mọi đối thủ từ khả năng rê bóng toàn diện. Elastico là kỹ thuật hay nhất ở đôi chân siêu sao Brazil. Kỹ thuật của Ronaldo thường áp dụng trong tình huống 1-1 và cần có sự kết hợp một cách khéo léo của đầu gối, cổ chân và nửa thân trên để vượt qua đối phương. Đây được xem là kỹ thuật cực khó và để làm được, đòi hỏi Ronaldo đi bóng kỹ thuật phải cực kỳ khổ công tập luyện sao cho cổ chân dẻo. Mục đích của kỹ thuật Elastico, kỹ thuật bóng đá của Ronaldo là khiến cho hậu vệ đối phương bị lừa. Giả như đi bóng sang một hướng, nhưng mà kỳ thực đi bóng hướng ngược lại, khiến hậu vệ không biết là cầu thủ tấn công sẽ đi bóng sang hướng nào. Trong những trận đấu đỉnh cao của mình, Robéo đã nhiều lần biểu diễn kỹ thuật đẹp mắt này khiến cho đối thủ phải nể phục. Tốc độ kinh hoàng xé toang mọi hàng phòng ngự. Ronaldo có thể nhận bóng từ giữa sân và cả sân vận động sẽ bị đốt cháy theo từng bước chạy. Cậu ấy có khả năng xuyên qua mọi hàng phòng ngự bằng tốc độ mà chẳng cần đến sự trợ giúp của các tiền vệ. Đó là nhận xét của Sir Bobby Robson, huấn luyện viên của Ronaldo tại Barca. Quả thật, kỹ thuật, khả năng rê dắt thượng thừa cùng với tốc độ kinh hoàng, Robéo đã khiến cho mọi đối thủ phải khiếp sợ. Trước thời Ronaldo béo, thế giới bóng đá từng được thấy nhiều chân sút sở hữu khả năng rê dắt bóng với tốc độ cao như là De Zeeuw, Eusebio, Brabant and Carrier và đặc biệt là George Weah. Nhưng mà không ai gây được ấn tượng hoặc là phấn khích như người ngoài hành tinh. Ronaldo béo quá nhanh và nguy hiểm, cậu ta không phải người bình thường. Đó là một con mãnh thú, huyền thoại George Van Dano nói. Thời đỉnh cao, Ronaldo béo không thể bị ngăn chặn. Ngay cả khi 11 cầu thủ đối phương có sử dụng tay để chơi bóng, anh là tiền đạo toàn diện nhất mọi thời đại. Chân trái, chân phải hay là sử dụng đầu, số 9 đều luôn biết cách phát huy mọi vùng trên cơ thể để làm tung lưới đối thủ. Quan trọng hơn, tốc độ là một trong những yếu tố gắn liền với Ronaldo béo và nâng tầm đẳng cấp cho anh. Chính vì Ronaldo béo quá nhanh, các hậu vệ đôi khi phải tìm cách phạm lỗi để mà ngăn chặn cầu thủ này. Sát thủ vòng cấm, nỗi sợ của siêu thủ môn. Ronaldo béo thường xuyên bị gián đoạn sự nghiệp vì chấn thương. Tuy nhiên khi khỏe mạnh, anh là cơn ác mộng của mọi hàng thủ. Ronaldo ghi hơn 400 bàn ở cả sự nghiệp, trong đó có 62 pha lập công cho tuyển Brazil. Tại World Cup 2002, Ronaldo ghi 8 bàn cùng tuyển Brazil lên đỉnh thế giới. Đó là ký ức vĩ đại trong sự nghiệp nhiều thăng trầm của người ngoài hành tinh. Anh chính là một trong những sát thủ vòng cấm, nỗi kinh hoàng của những siêu thủ môn. Khả năng tác chiến độc lập, solo ghi bàn. Trong trận đấu với Compostela trên sân khách vào ngày 12 tháng 10 năm 1996, phút 36 của trận đấu, bóng tới chân Ronaldo ở đúng vạch giữa sân. Khoảng cách khi đó tới khung thành đối phương là 50m. Xung quanh ngôi sao sinh năm 1976 là 4 cầu thủ Compostela. Ronaldo có bóng nhưng mà bị đối thủ vào bóng kín từ phía sau. Anh suýt ngã nhưng gần như ngay lập tức lấy lại thăng bằng và bứt khỏi đối thủ với tốc độ và sức lướng khó tin, bất chấp việc liên tục bị đạp vào trụ. Ronaldo đi bóng một mạch vào thẳng vòng cấm của Compostela trước khi làm động tác giả liên tục đánh bại hai cầu thủ phòng ngự đội chủ nhà. Khi bóng sắp thoát khỏi tầm kiểm soát, Ronaldo dứt điểm, lưới rung, mọi thứ chỉ diễn ra trong 10 giây. Bên ngoài sân, đội ngũ huấn luyện của Barca bao gồm cả phiên dịch viên trẻ tuổi Jose Mourinho nhảy cẩn lên sung sướng. Huấn luyện viên Bobby Robson lặng người như thể là không tin vào mắt mình. Bàn thắng của Ronaldo béo được nhiều chuyên gia đánh giá là một trong những bàn thắng dùng nỗ lực cá nhân hay nhất lịch sử thế giới bóng đá. Nó được so sánh với những pha solo của Diego Maradona vào lưới tuyển Anh ở World Cup 1986. Rê bóng qua thủ môn ghi bàn. Người ta nói rằng bất cứ lúc nào Ronaldo thoát xuống và đối mặt thủ môn đối phương, gần như bàn thua là không tránh khỏi cho đội bạn. Trong sự nghiệp, Ronaldo đã vượt qua thủ môn rồi ghi bàn tới 88 lần, tức là tới 21% số bàn thắng của anh khi còn thi đấu là trong các pha bóng như vậy. Tuy nhiên chưa có tiền đạo nào tái hiện được kỹ nghệ vượt qua thủ môn của Ronaldo trong những năm gần đây. Phải chăng là không có ai đủ tầm vóc làm được điều đó, hay là vì bóng đá đã thay đổi theo hướng không còn cơ hội cho những pha bóng như vậy xuất hiện nhiều? Những pha qua người đầy kỹ thuật của Ronaldo béo e rằng sẽ là một thứ đặc sản mà quá khứ để lại và sớm thất truyền với bóng đá hiện đại. Cũng may là chúng ta đã được chứng kiến Ronaldo tỏa sáng một cách bùng nổ như vậy trước khi bóng đá trở nên thực dụng hơn.
Vừa rồi là 5 kỹ thuật bị thất truyền của Rô Béo. Đừng quên like video nếu thấy hay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.